Má nó đang chú chạc đang bò lên nè anh em. Rồi bữa nay anh em mình ra đồng giải trí ha. Máy chạc cũng mới vừa ghé nè anh em. Lên chiếc kênh Dũng miền Tây ha. Bữa nay anh em mình ra đồng thư giãn luôn. Chuẩn bị máy chuẩn bị đang lên nè. Lên lên đây hết cái anh em, còn đây cái chuẩn bị lên. Xe kéo đang chạy lên trước anh em. Ở đây thì quá đẹp đẽ, đứng quá đứng luôn. Rồi mấy các công đang đi lên luôn. Đó, đây là hai máy anh em. Cái này chạy ở chổng sao? Mày lo nữa. Tuốt chổng nữa hả? Đó theo máy cày đó. Vậy lát máy này chuyển đi nữa anh em ơi. Đang chuẩn bị châm dầu một lát chạy bộ đi nữa anh em ơi. Máy cắt đang chạy, xe kéo đang đi vô anh em ơi. Đầu xe đầu máy cắt đang tới luôn anh em. Vậy là xuống đường đó. Rồi máy cắt xuống luôn. Còn một chiếc chạy sao anh em ơi. Rồi sửa sang bao luôn. Máy này cũng đang chạy bộ vô nè anh em. Rồi sạn bao để bắt đầu cắt luôn anh em ơi. Thằng bò xuống đê đó anh em ơi. Rồi hai máy này chạy chung một lô luôn nè. Tuồn xuống một đống lúa luôn nè mày. Còn nữa. Lúa này thấy trúng quá nè. Máy này cũng đang xuống tới luôn rồi anh em. Bỏ đem đóng lúa luôn, quá nhiều. Rồi xe kéo bắt đầu xuống đồng để gom lúa luôn rồi anh em. Xe này xe bự không à, xe to không à.
Rồi xe kéo này cũng đang đi gom lúa luôn, hai máy cắt hai máy kéo luôn anh em. Xe này là chiếc nào nó cũng bự cho anh em à. Hai máy đang đi xuống luôn anh em, cắt cái đường thẳng rang luôn. Còn xe kéo thì đang gom lúa luôn anh em. Máy này đang đi xuống tới dưới này nè anh em, còn máy này nó cũng nằm trên đây, cũng đang đi xuống luôn. Thì ở đây đất lô không anh em ơi, lô này 30 công nè. Hôm nay mình không có quay máy của anh ba của bên này, mình quay cặp máy của anh ba của nè. Cặp này là cặp 70. Đang đi xuống luôn anh em ơi. Còn cũng mấy vòng nữa rồi cái lô đất này anh em.
đang leo đê lên nè anh em. Đê này cao dữ lắm luôn. Quá đỉnh. Rồi qua đây hai máy nãy giờ qua đây cắt bên này cũng xong luôn anh em ơi. Mang qua cầu về nè. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh nghe anh em.